Muốn mang lại một sắc thái mới cho cải lương, gia tộc Tuồng Cổ Bầu Thắng Minh Tơ cùng với các nghệ sĩ tài danh từ nhiều thế hệ sẽ hội tụ lại trình diễn hai kịch bản cải lương Tuồng Cổ đặc sắc, Câu Thơ Yên Ngựa và Điệu Tam Xuân Báo Phù Cừu. Tạp chí Văn Nghệ hôm nay sẽ gửi đến quý khán giả những thông tin thú vị về chương trình nghệ thuật này. Thỉnh thay quan tệ chấp giả, góc kinh thành xảy ra điều kỳ quặc. Một nhóm người chính thống trong mặt áo có lẽ ít có gia tộc nghệ thuật nào lại có nhiều thế hệ theo nghề hát như gia tộc Bầu Thắng Minh Tơ. Tính đến nay, gia tộc này đã có 5 thế hệ nghệ sĩ theo nghề và không ít người đã làm rạng danh dòng tộc. Trong nhiều thập kỷ qua, dù cải lương gặp nhiều khó khăn, nhưng các thành viên trong gia tộc đều quyết tâm gắn bó với nghề, cố gắng gìn giữ những tinh hoa của nghệ thuật truyền thống dân tộc. Cuối tháng 7 năm 2010, công chúng sẽ có dịp tái ngộ những nghệ sĩ của dòng tộc Bầu Thắng Minh Tơ qua chương trình nghệ thuật mang tên Nhìn Vàng Giữ Ngọc. Các nghệ sĩ sẽ tham gia trình diễn hai vở cải lương kinh điển Câu Thơ Yên Ngựa và Điều Tam Xuân Báo Phu Cừu do đạo diễn Vũ Minh dàn dựng và nghệ sĩ nhân dân Thanh Tòng chỉ đạo nghệ thuật. Mà quá bức mật thơ này, hoàng hậu sẽ rõ chân nguyên. Mình ước mơ là mình sẽ làm được một chương trình đứng ra để thực hiện được cái chương trình này. Để thứ nhất là muốn để gây lại những cái kỷ niệm, tìm lại những kỷ niệm ngày xưa và để cho khán giả trẻ bây giờ họ, các em thế hệ trẻ của tụi mình đó và các em sau này luôn có thể thấy được là hình ảnh một bộ môn nghệ thuật cải lương Tuồng Cổ của mình nó rất là thú vị, rất là hay, rất là độc đáo. Là một chuyện hết sức là tình cờ là do tất cả các anh chị của chúng tôi ở nước ngoài về thăm mẹ, thì anh chị em trong dòng họ của chúng tôi là mà bây giờ người anh lớn nhất là nghệ sĩ nhân dân Thanh Tòng đó, mới có một cái đề xuất là thôi nhân dịp gia đình của chúng tôi cũng đoàn tụ về thăm mẹ thì mới hợp mặt lại với nhau tất cả các anh chị em trong dòng họ Minh Tơ, Khánh Hồng ngày xưa, tức là thuộc về bộ môn cải lương Hồ Quảng và cải lương Tuồng Cổ, chúng tôi mới gặp nhau lại. Chúng tôi muốn có một sự đoàn tụ trong gia tộc và để ghi nhớ lại những cái thành quả nghệ thuật của đoàn nghệ thuật cải lương Tuồng Cổ ngày xưa. Thuyền hoàng phi lượng thế giặc quốc công là án binh bất động. Khát khao dàn dựng những vở diễn cải lương hay, đẹp và sang trọng, đạo diễn Vũ Minh đã có công nghiên cứu rất kỹ những bản dựng cũ. Vì thế, chất kinh điển của các tác phẩm vẫn được giữ nguyên, nhưng tiết tấu của vở diễn được thể hiện nhanh hơn, phù hợp với khán giả hiện đại. Phục trang và cảnh trí cũng được thực hiện mới nhằm mang đến những cảm xúc đẹp cho khán giả. Trời ơi! Nhưng thế nghĩa là sao? Trời ơi! Chúng ta biết phải tin ai bây giờ? Điều được công chúng quan tâm chính là sự trở lại sân khấu của các nghệ sĩ Tuồng Cổ nổi tiếng như Bạch Lê, Thanh Bạch và Điền Thanh. Sau hơn 20 năm xa quê hương và xa ánh đèn sân khấu, sự hội ngộ trở lại lần này đã đem lại nhiều cảm xúc cho khán giả cũng như các nghệ sĩ. Sau 20 mấy năm rồi không diễn lại cái vai này, không diễn lại cái giai Thái Hậu Ý Lan này, thì bây giờ diễn lại Bạch Lê vô cùng hồi hộp, rất là hồi hộp, nhưng mà sẽ cố gắng và cố gắng hết mình. Đây là một cái dịp mà phải nói là kỷ niệm sâu sắc, để có thể là để đời lại cho con cháu sau này. Biết thời gian dài xa quê hương, xa khán giả, xa sân khấu, xa đồng nghiệp mà được trở lại thì như một đứa trẻ xa nhà được quay trở về nơi chốn thân yêu cũ. Mình trở về bằng nụ cười và trong đó bằng nước mắt nữa. Nước mắt vì sung sướng, vì hạnh phúc. Đến với chương trình Nhìn Vàng Giữ Ngọc, khán giả còn có dịp thưởng thức khả năng diễn cải lương Tuồng Cổ của nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc, vai Lý Đạo Thành trong vở Câu Thơ Yên Ngựa và Triệu Khuôn Dẫn trong vở Điều Tam Xuân Báo Phu Cừu, là hai vai diễn đòi hỏi khả năng ca, diễn, vũ đạo rất điêu luyện.
lần đầu tiên diễn trọn vẹn một vở tuồng cải lương. Nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc không hổ danh là con nhà nòi và là một trong những hậu duệ xuất sắc của gia tộc Bầu Thắng Minh Tơ. Cái vai Lý Đạo Thành này là cái vai đã từng được hai cái người nghệ sĩ lớn đàn anh của tôi là nghệ sĩ nhân dân Thanh Tòng và nghệ sĩ Trường Sơn là hai cái người tạo một cái dấu ấn quá mạnh. Cho nên đối với tôi vừa là một hạnh phúc cũng vừa là một cái áp lực rất là lớn. Nhưng mà được diễn chung với anh chị của mình thì đối với tôi đã là một hạnh phúc lớn. Và tôi cũng tin là mình sẽ không làm phụ lòng khán giả đang chờ đón một nghệ sĩ kịch nói Thanh Lộc diễn cải lương tuồng cổ như thế nào. Trong cái khả năng mà tôi có thể. Kỳ giả tự xử. Với mong muốn tạo sinh khí mới cho sân khấu cải lương, những người thực hiện chương trình Dình Vàng Giữ Ngọc luôn tâm huyết tạo ra một sân khấu cải lương đẹp và sang trọng. Chương trình Dình Vàng Giữ Ngọc sẽ được công diễn từ ngày 23 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8 năm 2010 tại nhà hát Bến Thành, quận 1, và khán giả mộ điệu cải lương sẽ có dịp hội ngộ thần tượng của mình trong một chương trình nghệ thuật thật sự có ý nghĩa.